câu nói ngàn đời anh có nghe chưa? Có một miền quê nổi tiếng với thiên tình sử chứa đồng tử tiên dung đẹp như mơ. Có một vùng đất để người anh hùng Triệu Việt Vương dụng binh đánh tan quân lương, xưng vương. Có những địa danh Hàm Tử, Tây Kết, Mồ Chôn quân nguyên gắn với những chiến công lẫy lừng của quân dân nhà Trần. Có một văn chỉ bình dân, nơi vinh danh các nhà khoa bảng là đại bản doanh của cuộc khởi nghĩa Bãi Sẩy. Có một cây đa tỏa bóng mát mang tên Sài Thị, nơi ghi dấu thành lập chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Ở nơi đó, đất đai phì nhiêu màu mỡ, bốn mùa hoa thơm trái ngọt, con người cần cù thông minh, dung dị. Và nơi đó đang hàng ngày hàng giờ đổi mới, nhất là từ sau ngày tái lập huyện. Nơi đó chính là Khoái Châu quê ta. Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, trải qua các giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau. Sau 20 năm hợp nhất với huyện Văn Yên thành huyện Châu Giang, ngày 1 tháng 9 năm 1999, thực hiện Nghị định số 60 NDCP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Châu Giang được tách thành hai huyện Khoái Châu và Văn Giang. Huyện Khoái Châu có diện tích tự nhiên hơn 13.000 ha với gần 18,5 vạn nhân khẩu. Huyện có 25 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 24 xã và 1 thị trấn, là huyện có số đơn vị hành chính lớn nhất tỉnh Hưng Yên. Ngược dòng thời gian trở về thời điểm mới tái lập là huyện Thuần Đông, trong đó có 3 xã ngoại bối là Tân Châu, Đông Ninh và Đại Tập, được xếp vào nhóm các xã khó khăn đặc biệt của tỉnh. Khoái Châu phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tới 57,6%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 14,6%, thương mại dịch vụ chiếm 27,8%. Trên địa bàn chưa tiếp nhận được dự án công nghiệp nào, khi đó cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm của huyện thiếu và xuống cấp. Lĩnh vực văn hóa, xã hội nhiều mặt còn hạn chế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Vậy làm gì và làm như thế nào để huyện Thuần Nông chuyển dịch được cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa là bài toán lớn đặt ra với Đảng bộ và nhân dân Khoái Châu. Khoái Châu là xa các cái đường trục chính của tỉnh, cho nên công nghiệp chưa vào được, chủ yếu là phát triển là nông nghiệp thôi. Khi họp ban thường vụ đấy, là chúng tôi cũng giao cho phòng nông nghiệp tính toán và cân nhắc là và trình với thường vụ một cái phương án là phải phân dân làm 3 vùng kinh tế để chỉ đạo cho nó có trọng điểm. Một là vùng ngoại bối, hai là vùng màu, gồm những cái xã mà vùng màu là gồm những xã phía Bắc của huyện, từ Bình Minh xuống đến trung tâm huyện. Thế và vùng ngoại bối thì gồm 3 xã ở ngoại bối, Đông Ninh, Tân Châu và Đại Tập. Thế và vùng thứ 3 là vùng núa. Đấy. Thế thì chúng tôi căn cứ vào chia ra làm 3 cái vùng kinh tế đó để chúng tôi có cái chỉ đạo để cho nó chặt chẽ và là để thúc đẩy cái nông nghiệp làm nền tảng để sau này có điều kiện thì sẽ kêu gọi đầu tư doanh nghiệp vào. Xác định rõ thuận lợi, khó khăn của huyện Thuần Đông, đề ra giải pháp quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân là chủ trương đúng đắn của Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu lúc bấy giờ. Nhưng với đặc thù đồng đất cao thấp, xen kẹt, chân cao, chân trũng nhiều, đồng thời vấp phải tư tưởng chắc ăn của người dân, muốn có ruộng xa, ruộng gần, ruộng cao, ruộng trũng, nên việc tuyên truyền đả thông tư tưởng việc dồn ô đổi thửa trong nhân dân để có những cánh đồng bộ lớn chuyên canh không hề đơn giản. Dồn thửa đổi ruộng thì phải một cuộc vận động Và chúng tôi phải tổ chức đi tham quan, cho các xã đi tham quan, cán bộ đầu tiên đi tham quan, những cái nơi mà chuyển đổi có hiệu quả kinh tế, các cái mô hình mới nhân được ra đó thì để các xã đến tham quan, học tập và từ đó về để tuyên truyền vận động nhân dân. Và khi nhân dân mà nhận thức và thấy là thực tế hiệu quả rồi thì nhân dân người ta sẽ tự nguyện chuyển đổi cho nhau. Thế cho nên là đến năm 2003 đấy, lúc đấy có cuộc vận động là dồn thửa đổi ruộng ấy, thì huyện Khoái Châu là các xã rất tích cực, nhất là các vùng phía nam của huyện vì nó trũng cho nên là cấy lúa hiệu quả rất thấp, mưa úng là nó thường xuyên là ngập phải chống úng. Nhưng khi mà họ đã làm trang trại chuyển đổi, dưới là thả cá, trên trồng cây ăn quả và các cái mô hình chăn nuôi đấy thì hiệu quả, và từ đó nhân dân thì người ta tích cực và dưới sự chỉ đạo của các xã thì thấy là nhân dân hưởng ứng rất là nhanh. Có lẽ tôi thấy rằng là những cái năm đó tôi làm lãnh đạo huyện, tôi rất phấn khởi cùng các ông chí đi lãnh đạo huyện và các phòng ban chức năng của huyện đi vận động, nhân dân người ta rất nhiệt tình và phong trào lên rất là nhanh. Đấy thì từ đó thì nó cũng góp phần cái thời kỳ đầu tái lập huyện thì cũng có một cái động lực để mà cho các xã rồi huyện phát triển cái thời kỳ đó. Nhờ có cách làm bài bản, hợp lòng dân nên phong trào dồn ô, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở các xã trong huyện Khoái Châu đã diễn ra rộng khắp, từ làng trên đến xóm dưới. Từ chỗ mỗi hộ canh tác trên chục thửa ruộng manh mún, nay dồn đổi vào còn 1 đến 2 thửa lớn. Và từ đây, Khoái Châu được biết đến với nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh nguyên liệu lớn, thuận lợi cho cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Trước tiên phải kể đến vùng sản xuất nhãn với tổng diện tích hơn 1.600 ha, chủ yếu là giống nhãn chín muộn tập trung ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Dạ Trạch, Bình Kiều, An Vĩ, Bình Minh, Ông Đình, Tân Dân, Liên Khê. Sản lượng trung bình hàng năm đạt khoảng 13 đến 15.000 tấn, giá trị thu về hơn 200 tỷ đồng trên năm. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất VietGAP mà nhãn quả của nông dân Khoái Châu không chỉ được bán rộng rãi trong các siêu thị uy tín mà còn xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Cùng với nhãn đặc sản, Khoái Châu còn được biết đến là vựa chuối lớn của khu vực miền Bắc, tập trung nhiều ở các xã Tứ Dân, Tân Châu, Đại Tập, Đông Ninh, với diện tích trên 500 ha. Sản lượng chuối hàng năm đạt khoảng 30.000 tấn cung cấp cho các tỉnh, thành phố và xuất khẩu ra thị trường thế giới. Giá trị ước đạt 150 đến 180 tỷ đồng trên năm. Từ định hướng quy hoạch vùng của huyện với sự năng động nhạy bén nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân các xã Dạ Trạch, Tân Dân, Đông Tảo, Bình Minh, An Vĩ đã không ngừng mở rộng diện tích sản xuất các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao như bưởi diễn, bưởi Hoàng Trạch, Cam Vinh, quýt đường canh, ổi ngọt với diện tích khoảng 550 ha. Các xã phía nam của huyện như Đồng Tiến, Hồng Tiến, Việt Hòa, Thuần Hưng, Đại Hưng, Phùng Hưng, Thành Công, Nhuế Dương, nơi có nhiều diện tích đất trũng thì tập trung đưa các giống lúa đặc sản vào thâm canh, kết hợp sản xuất rau màu, nuôi thả thủy sản. Các xã Đông Tảo, Dạ Trạch, Bình Minh, Đông Kết, Tân Dân, ngoài diện tích cây ăn quả còn sản xuất hoa cây cảnh, cây dược liệu. Chỉ tính riêng vùng sản xuất nghệ tại các xã Chí Tân, Thuần Hưng, Đại Hưng, Liên Khê và Đại Tập đã có khoảng trên 200 ha. Từ những người nông dân chỉ biết sản xuất ra củ nghệ rồi bán ra thị trường với giá trị thấp, nay đã xuất hiện những gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, đầu tư công nghệ chế biến để nâng cao giá trị cây nghệ, đưa sản phẩm nghệ Khoái Châu ra với thế giới. Vừa rồi là chúng tôi thì có xuất trực tiếp sang thị trường Nhật Bản, họ ký một núp là 5 công gần 100 tấn bột nghệ. Và trong kế hoạch 2020 trở ra thì họ sẽ ký mỗi một năm là gần 200 tấn bột nếu như ta làm tốt. Tôi tin chắc là chúng tôi sẽ làm tốt cái việc đó. Và cái ngoài ra thì có thị trường Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước Đông Âu, Trung Đông là cũng lấy, nhưng mà tôi đang hướng đến cái thị trường khó tính, đó là cái thị trường Nhật. Và cái đấy thì một là cái đầu ra rất là ổn định và hai cái giá trị nó cũng rất là tốt. Trên lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, Khoái Châu đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về chăn nuôi như chương trình xin hóa đàn bò, nạc hóa đàn lợn, chương trình chăn nuôi bò sữa. Huyện đã có gần 600 trang trại trong đó 124 trang trại đạt tiêu chí liên bộ, 80 trang trại chăn nuôi đã được cấp giấy chứng nhận, diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 800 ha, sản lượng hàng năm đạt 5.500 tấn. Liên kết trong chăn nuôi được hình thành và phát triển, đã xuất hiện nhiều hợp tác xã chăn nuôi chuyên khâu được hình thành như hợp tác xã chăn nuôi Đông Kết, hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, hợp tác xã chăn nuôi hữu cơ Hợp Phát, vân vân. Là huyện lớn nhất tỉnh với 25 xã thị trấn, điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương có sự chênh lệch nhiều, nên việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở Khoái Châu gặp không ít khó khăn. Song bằng sự quyết tâm và nỗ lực cao, Khoái Châu đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng nông thôn mới sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Năm 2011, bắt tay thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện, với bình quân chung đạt 6,2 tiêu chí trên xã. Đến nay, đã có 22 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Còn 2 xã là Tứ Dân, Hồng Tiến đang khẩn trương hoàn thành các tiêu chí, đề nghị công nhận đạt chuẩn trong quý 3 năm 2019. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Khoái Châu đã có nhiều địa phương như Bình Minh, Dạ Trạch, Phùng Hưng, Tân Dân nổi lên là điểm sáng với cách làm dân chủ được nhân dân đồng thuận cao. Cái quan trọng nhất là chúng ta họp bàn được với dân, thấu đáo cùng xã và nhân dân cùng làm. Cho nên chính vì vậy là trong quá trình thực hiện 8 km đường trục xã là tường rào và các cái nán tre mái vẩy là nhân dân đều tự giác và tháo dỡ và hiến đất khoảng 4.000 m² đất và cho xã làm được. Sớm xác định giao thông phải đi trước một bước nên Khoái Châu đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch hệ thống giao thông gắn kết với phát triển đô thị. Được Trung ương và tỉnh Hưng Yên quan tâm hỗ trợ kinh phí, tới nay huyện cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trọng điểm như DH53, DH56, DH57, DH58, DH59, tạo thành hệ thống giao thông kết nối hiệu quả với các xã trong huyện và huyện bạn, kết hợp với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua địa bàn để triển khai các dự án quy hoạch vùng, cụm công nghiệp, khu đô thị. Chỉ tính trong 10 năm gần đây, thực hiện các chương trình đề án giao thông nông thôn, đề án phát triển kinh tế vùng bãi, đề án hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, cùng nguồn lực xã hội hóa, toàn huyện đã cải tạo nâng cấp làm mới 107 km đường xã, gần 200 km đường trục thôn, 263 km đường ngõ xóm, hơn 40 km đường trục chính nội đồng đạt chuẩn. Đã có hàng chục nghìn mét vuông đất do người dân hiến phục vụ xây dựng hạ tầng, phục vụ sản xuất và dân sinh. Trên 50 công trình thủy lợi được cải tạo nâng cấp, 11 km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa đạt chuẩn. Từ việc phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước ngầm, nước mưa, tới nay trên địa bàn huyện đã có tới 7 nhà máy nước sạch đủ năng lực cấp nước cho toàn bộ dân trong huyện và một số xã phụ cận. Hệ thống thủy lợi lưới điện được chú trọng đầu tư thay mới, sửa chữa và nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu dân sinh. Song song với tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, Khoái Châu quan tâm hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề như sản xuất mây che đan, làm hương, sản xuất đồ mộc dân dụng có bước phát triển tốt. Huyện cũng đặc biệt đẩy mạnh công tác vận động thu hút hợp tác đầu tư dự án công nghiệp, dịch vụ vào địa bàn. Từ huyện trắng công nghiệp, đến nay Khoái Châu đã thu hút được 102 dự án, đã có 67 dự án đi vào hoạt động hiệu quả, tạo thêm việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Chúng tôi đầu tư về đây vì chúng tôi nhận thấy là Khoái Châu là một huyện mà có nguồn năng lượng lao động rất là dồi dào. Và khi chúng tôi đầu tư về đây, chúng tôi đã được sự ủng hộ nhiệt tình rất là nhiều của chính quyền thôn xã và đặc biệt là sự chỉ đạo mạnh mẽ và ủng hộ nhanh chóng từ các phòng ban và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu. Do được nhiều cái sự ủng hộ và nguồn lao động mạnh mẽ như vậy và chúng tôi cũng phát triển rất là tốt. Và đến thời điểm này là sản xuất của chúng tôi rất là ổn định. Phát huy lợi thế của huyện lớn, dân đông và có nhiều chợ truyền thống, Khoái Châu đã tạo cơ chế thuận lợi để thu hút doanh nghiệp và người dân chung sức tham gia cải tạo, xây dựng các trung tâm thương mại, chợ dân sinh, chợ nông sản Sầm Uất như khu trung tâm thương mại Dân Tiến, chợ Phủ Khoái Châu, chợ Giàn, chợ Bái, chợ Đại Quan, chợ Bô Thời, chợ đầu mối tiêu thụ nông sản Đông Tảo, vân vân, đáp ứng tốt nhu cầu về hàng hóa cũng như tiêu thụ sản phẩm của nhân dân trên địa bàn huyện. Cũng là con em quê hương thì cũng muốn về đầu tư ở cái chợ này cho tất cả các bà con thuộc tiểu thương đến buôn bán thuận lợi. Và trước khi làm thì các cấp chính quyền, huyện, tỉnh, xã là tạo điều kiện ủng hộ cho đến giờ là cũng rất thuận lợi và tạo được khoảng độ 500 công ăn việc làm cho tất cả các bà con. Nhờ có giải pháp thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển nên số thu ngân sách trên địa bàn huyện đã tăng nhanh. Nếu như năm 1999, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Khoái Châu mới đạt 6,4 tỷ đồng, thì năm 2019, huyện phấn đấu sẽ vượt dự toán 681 tỷ đồng, tăng trên 111 lần so với thời điểm tái lập huyện. Hệ thống ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả ổn định. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng 6 ngân hàng khác và các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt trên 2.875 tỷ đồng, đáp ứng được nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế và nhân dân. Phát huy truyền thống của quê hương có văn chỉ bình dân, khoa bảng và hiếu học, chất lượng giáo dục các cấp ở Khoái Châu luôn được coi trọng, nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục đào tạo của tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt 4 năm gần đây, giáo dục Khoái Châu đã đi đầu là điểm sáng toàn quốc về việc áp dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Với Khoái Châu là 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở là tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Còn với mầm non thì tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng đang được phát triển rất mạnh mẽ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em, có môi trường tốt nhất để các em được hoạt động, được trải nghiệm và để được thể hiện, được phát triển năng lực và phẩm chất của mình. Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân, quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh luôn được huyện quan tâm. Cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu là một trong 2 đơn vị đầu tiên của tỉnh được nâng cấp thành bệnh viện hạng 2. Năm 2017, huyện đã hoàn thành việc xây dựng 100% xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được tổ chức thực hiện tích cực, hiệu quả, tỷ lệ phát triển dân số duy trì ở mức dưới 1%. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và truyền thanh của Khoái Châu tiếp tục có bước phát triển. Thông tin tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Công tác quản lý tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích, quản lý các lễ hội truyền thống có chuyển biến tích cực, khôi phục, phát huy nghệ thuật dân gian truyền thống như hát chống quân Dạ Trạch, hát ca trù Bình Minh, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp. 100% các xã thị trấn có câu lạc bộ thể dục thể thao, số gia đình thể thao, số người rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn tăng lên qua từng năm. Chính sách an sinh xã hội luôn được huyện quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ kịp thời. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được triển khai sâu rộng. Lãnh đạo huyện cùng các địa phương và các đoàn thể, các nhà hảo tâm thường xuyên tổ chức thăm hỏi đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác xây dựng Đảng, đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể có nhiều tiến bộ. Công tác quốc phòng duy trì nghiêm các quy định về trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ hàng năm, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập phòng thủ phù hợp với tình hình nhiệm vụ, đảm bảo số lượng, chất lượng. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề liên quan an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra bị động bất ngờ, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Khoái Châu cũng thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa đảm bảo công khai, minh bạch, đã kết nối liên thông với các cơ quan tỉnh, với các huyện và các cơ sở trên địa bàn. 100% cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến huyện và từ huyện đến cấp xã đã thực hiện trao đổi thông tin trên môi trường mạng. Quản lý của chính quyền chuyển biến tích cực từ mệnh lệnh hành chính sang đồng hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt kết quả tốt. Sau 20 năm tái lập, được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh, cùng các giải pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, 22, 23 và 24, Khoái Châu đã có bước tiến dài trong phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 1999, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 57,6%, tiêu thụ công nghiệp xây dựng chiếm 14,6%, thương mại dịch vụ chiếm 27,8%. Đến năm 2019, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tương ứng ước đạt nông nghiệp còn 18%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng lên 45%, thương mại, dịch vụ 37%. So với thời điểm khi mới tái lập huyện, mức thu bình quân trên 1 ha đất canh tác của nông dân đã tăng 6,48 lần. Năm 1999 mới đạt 31,6 triệu đồng. Năm 2019 ước đạt 205 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng gần 18 lần. Năm 2000 là 3,9 triệu đồng. Đến năm 2019, ước đạt 70 triệu đồng trên năm, hộ nghèo đa chiều năm 2019 dự kiến còn khoảng 2%. Với những thành tích đạt được sau 20 năm tái lập huyện, Khoái Châu đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, cùng nhiều cờ bằng khen của các bộ ngành trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, được nhiều lần đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm. Phát huy thành tựu đã đạt được sau 20 năm tái lập, Khoái Châu đang tập trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, thì huyện chúng tôi xác định thứ nhất là tiếp tục là đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy và của huyện ủy. Thứ hai là thực hiện, triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp. Cái thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt cái nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 của Trung ương Đảng. Hai là về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục để thực hiện hoàn thành cái đưa huyện Khoái Châu là huyện đạt về nông thôn mới. Cái thứ hai là chúng tôi tiếp tục là thực hiện cái chương trình đô thị hóa khu vực Bô Thời, Dân Tiến, thị trấn Khoái Châu là một đô thị. Cái thứ ba là chúng tôi xác định là dần dần chuyển nền kinh tế của huyện từ một huyện thuần nông sang huyện về công nghiệp, phát triển về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp với tỷ trọng lớn. Thành tựu sau 20 năm tái lập đang tạo đà tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Khoái Châu tiếp tục phấn đấu vươn lên, trở thành huyện vững mạnh toàn diện, xứng đáng với truyền thống của vùng quê văn hiến và cách mạng. Yêu đến đôi thay từng ngày đẹp.